Em chào anh chị nha, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị mấy căn shophouse ở dự án Phai Tây Eco City. Trước mặt anh chị đó là con đường Đinh Đức Thiện gắn liền Bình Chánh với Long An, con đường mà xe cộ qua lại lưu thông rất là đông đúc. Thì ở mặt tiền này chỉ có được 23 căn shophouse thôi nha anh chị, nên mấy căn ở ngoài mặt tiền đường này sau này rất là tiềm năng. Tuy là mặt tiền đường Đinh Đức Thiện mới xây dựng có 4 căn thôi, nhưng mà ai đi ngang qua cũng nhìn vào dự án hết đó anh chị. Tại vì ở ngoài nhìn rất là đẹp, anh chị đi vào bên trong còn đẹp hơn nữa. Còn ở bên trong thì nhà cửa bắt đầu đông đúc hơn rồi đó anh chị. Để em giới thiệu mấy căn shophouse cho anh chị tham khảo. Đây là cái căn đầu tiên em giới thiệu cho anh chị, có cái view công viên Nhật Bản. Căn này bán với giá là 5 tỷ, tặng cho anh chị một cây vàng. Căn này đã đóng được 50%. Em cũng đang nôn nao đợi chủ đầu tư xây dựng cái công viên Nhật để em đi ra đây em ngắm hoa anh đào với cái hồ cá koi. Còn đây là tuyến đường N1 trong shophouse này anh chị. Hiện tại thì em đang có căn gốc của đường N1 với đường N4 bán với giá là 4 tỷ rưỡi. Ngoài ra trên tuyến này thì em còn một căn gốc của đường D7 với đường N1. Lúc trước thì bán với giá là 5 tỷ 3, nhưng đợt này chỉ bớt xuống còn lại bán với giá là 5 tỷ 2 nha anh chị. Thêm một căn hướng Tây, căn ống bán với giá là 5 tỷ, tặng cho mình một cây vàng. Hiện tại thì mấy căn này đang đóng theo hợp đồng, có căn đóng được 50%, có căn đóng được 70%. Còn đây là lốc BM45, BM46 đem đi giao hoàn thiện để bàn giao cho khách. Nếu mà được sơn lên nữa, hoàn thiện mặt ngoài nữa thì nhìn rất là đẹp. Hiện tại thì mấy cái căn này ngân hàng chưa có cho mình mượn tiền mua được, nên anh chị nào có nhu cầu thì bàn bạc với gia đình kỹ nha. Còn tuyến này là tuyến đường N4, hai bên cũng đang xây nhà để hoàn thiện giao cho khách. Anh chị có quan tâm đến mấy căn shophouse trên hoặc anh chị có nhu cầu mua đất nền thì anh chị liên lạc với em nha. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.